cầm con heo lên, cứ cầm lên. Mình thường lên xong mình cầm cạo, cầm này, cái gân này, mũi cạo của nó. Luôn ra con heo. Không ngờ là phải đi qua tới mấy cái công đoạn. Nhiều lắm, tính như công đoạn nó phải mười mấy công đoạn đấy. Rồi là đi đổ rồi. Mấy cái khô. À đúng rồi, rồi mới ra đây. Rồi ra luôn. Dạ thật sự anh. Là chị hình nào? Dạ đây chị hình. Mua là mua được heo đẹp không à. Chứ đừng có heo chưa rẻ đâu. Che nắng cho nguyên mà một năm nó cần có một ngày à. Ấy giờ nó mẹ ế sâu kìa. Đó. Chút tôi đầy lên tôi đốt lửa lên luôn.
như mày đâu. Giang gắn với em chứ sao em chọc mà. Quyên quyên ngủ đi ngủ hết quay nổi à. Ê bực bội. Thà thà là thắng thì là biết được hưng lắm. Đây này xong bắt đầu với này tạt nước quấy hồ này, ui giời nhiều công đoạn lắm. Nếu mà đứng đây là phải một ngày mới chơi mới hết được. Chút không. Em gắn cho ảnh này. À, nếu mà đúng là để vô là nó khích luôn. Sao giống Bình Minh vậy? Cũng nghe tới Bình Minh đấy, cũng nghe lịch sử. Không, cái anh này thì không có, cũng xuất hiện ít thôi. Còn khi nó quay là của bà chạy trải nghiệm làng nghề truyền thống Việt Nam thì cũng xuất hiện hết. Người có quay lại không? Nhà xếp đầy lò rồi nè, bây giờ mình đi nhóm bếp. Nhóm bếp thì cái lò này của anh là vòng quanh nhà nó có 14 cửa dạ. Để mình đun. À. Đó. Thì giờ mình nhóm cửa một dạ. Cứ nhóm từng cửa một xong rồi lên hết lò rồi tắt mua cho nó xuống gỡ đi. Đó mình nhóm xong được một cửa này rồi ta chia lửa ra cửa khác dạ. Củi đó là mình cũng phải canh và chụm củi vô liên tục luôn anh hả? Có, mình phải cho củi vào liên tục chứ nếu mà mình để nó ngưng nữa là con heo của mình nó lại hỏng lại không được. Dạ. Mỡ heo. Miếng nước này người đẹp. Uống không? Uống. Chai này nè người đẹp. Cảm ơn tình yêu. À, về có cái làn da như Phi Thanh Dương. Chết rồi.
còn quay. Nhúng hơi nhiều, nhúng hơi nhiều, nhúng hơi lên quanh kia nè. Rồi được rồi. Kiểu hai màu. Dạ. Chắc là em nhìn thôi không vẽ được không anh? Lỡ vẽ hết rồi vẽ luôn cho xong đi, kệ đó. Thôi chị vẽ luôn đi, khỏi chấm lên, chấm lên, chấm lên, chấm lên, kệ đó chấm đi, sao đâu. Dạ, rồi xong rồi em ảnh vô. Ảnh vô, ảnh vô này. Dạ. Bên đây luôn ha. Dạ. Ồ, đẹp quá. Đó. Ồ, đẹp quá, cưng quá. Xong rồi em cầm cọ luôn. Rồi, cầm cọ vậy. Nhúng, chấm ít thôi, không cần hết cây cọ, chấm cái đầu cọ thôi. Bốn cộng hả chị? Bốn cộng rồi, dưới cộng rồi, đúng rồi. Cưng quá. Anh thắng rồi, chơi mấy chị qua thôi. Anh hãy gọi tài xế như thế không? Không biết rồi. Bỏ đâu, bỏ đây được không? Tại đi gửi chân lên xe trên cầm. Chơi quần thể dục nè, chơi đùi.
Gà Nguyên.